Tiền tài, vật chất là hư ảo, công danh lợi lộc tựa phù du. Chỉ có tấm thân người là trân quý. Câu này chúng ta đến đâu cũng thấy, đi đâu cũng nghe. Cũng lại có một câu như sau: thân người là cát bụi, một đời ngắn ngủi, đến đi trong vô thường, rồi sẽ lại về với hư không. Nếu tất cả đã là cát bụi, là bóng nước mộng ảo, vậy thì thân người trân quý là vì sao? Mấy chục năm ngắn ngủi làm người, rốt cuộc có tác dụng gì mà đời đời, người người đều truyền tay nhau một câu nhắc nhở như thế? Vì sao nói thân người khó được, đánh mất rồi vạn kiếp khó lắm thay? Mở đầu là một cuộc trò chuyện giữa ba vị tỳ kheo dưới thời Phật Thích Ca truyền pháp. Một ngày nọ, sau khi khất thực trở về, ba người ngẫu nhiên đàm luận với nhau về một chủ đề, đó là trên đời này thứ gì là khó đắc được nhất. Người thứ nhất nói: trên đời này khó đắc nhất là thanh xuân, khỏe mạnh trường thọ. Một người dù cho gia tài như núi, nhưng lúc già bệnh đến, rốt cuộc muốn vui vẻ hưởng thụ cũng không được. Người thứ hai không đồng ý, nói rằng khó đắc nhất là một người tri âm, có thể cùng chung hoạn nạn. Một người dẫu giành được quyền thế của thiên hạ, nhưng nếu không có một người bạn chân thành thì vẫn là tịch mịch cô đơn. Người thứ ba lắc đầu nói: tôi cho rằng khó được nhất là gia quyến hạnh phúc. Một người có thân thể khỏe mạnh, có bằng hữu tri kỷ, nhưng mà người một nhà oán hận đấu tranh thì có lợi ích gì? Như vậy chẳng khác nào đang sống trong địa ngục trần gian. Biết được câu chuyện này, Phật Thích Ca bèn nhân cơ hội giảng cho họ biết thứ quý nhất cũng là đáng quý nhất mà ai cũng muốn được là gì. Ngài nói: trên đời này thứ khó đắc được nhất không phải khỏe mạnh trường thọ, không phải tri âm tri kỷ, cũng không phải là gia đình mỹ mãn. Ta sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Trong biển rộng mênh mông, có một con rùa bị mù. Tuổi thọ của nó vô lượng kiếp số, trải qua trăm ngàn ức thương hải tan điền. Bình thường, nó ẩn mình dưới ngàn trượng biển sâu, trăm năm mới xuất thủy một lần. Lại có một khúc gỗ nổi, giữa thân bị lủng một lỗ, phiêu lưu sóng biển, trôi dạt theo gió. Rùa mù khi xuất thủy, muốn gặp được khúc gỗ nổi đã là cơ hội xa vời, huống chi là gặp được khúc gỗ nổi thủng lỗ, có thể cõng nó lên bờ xa. Rùa mù gặp khúc gỗ có lỗ, vẫn có cơ hội một phần ngàn vạn. Nhưng mà một phàm phu chìm nổi trong lục đảo luân hồi, muốn được thân người so với rùa mù lên bờ còn khó hơn vạn lần. Nói đoạn, Phật Đà túm lấy một nắm đất rồi mở lòng bàn tay ra, nói: chúng sinh có được thân người như chỗ bùn đất trên tay của ta, còn mất đi thân người thì như những hạt bụi trong đại địa. Cái gì khó đắc được nhất? Thân người chính là khó đắc nhất. Các tỳ kheo, các con phải lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Vậy có thân người thì làm được gì mà người xưa luôn quý như vậy, nhất là đối với những người tu luyện? Bởi vì con người là anh linh của vạn vật. Một sinh mệnh chỉ khi có được thân người mới có thể có cơ duyên tu luyện thành Phật, thành đạo, thoát khỏi biển khổ luân hồi, đạt được sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Công danh tài lộc không thể mang theo, đời người khi đến trắng tay, khi rời đi cũng với bàn tay trắng. Hơn nữa, bị mê hoặc trong nhân gian, bị danh lợi dẫn dắt, sẽ càng tạo thêm nhiều tội nghiệp. Thiện có thiện báo, ác có ác báo,
Đây chính là thiên lý. Chỉ có tu thân, tích đức, hành thiện mới có thể giúp chúng ta hoàn trả nợ nghiệp và tiến đến một tương lai tốt đẹp.